Nhiều cô chú, anh chị sử dụng iPhone nhưng không có biết chỉnh cái cỡ chữ khổng lồ trên cái chiếc máy iPhone của mình. Riêng cái chiếc điện thoại iPhone á, nó cho phép anh chị chỉnh cái cỡ chữ rất là to, giúp cho những người lớn tuổi, mắt kém, mắt yếu không cần đeo kính vẫn đọc được chữ rất là đơn giản. Và hôm nay kênh YouTube Giao Huy 93 sẽ chỉ cho các anh chị, các cô chú làm điều đó rất là đơn giản như sau. Đầu tiên thì cô chú vào trong một cài đặt. Đối với những người sử dụng điện thoại chậm hoặc là mình xài không rành, không quen, hay là mình muốn kéo dài thời gian sáng màn hình một xíu, thì anh chị làm theo cách này. Và đây là cái cách làm tiêu chuẩn mà em hay sử dụng cái cách này để cài cho những cái khách hàng thường xuyên tới mua điện thoại iPhone tại cái cửa hàng của em. Thì mình vào trong một cài đặt. Sau đó thì bình thường á, người dùng hay vào cái chỗ màn hình và độ sáng nè, chỗ này, và mình chọn cái chỗ cỡ chữ ở đây. Và thường thì nó nhỏ như vậy nè, nhỏ như vậy hoặc là nhỏ như vậy, và mình kéo hết như thế này lên. Thật ra thì cái chữ như thế này thì nó chưa được to, rất là nhiều cô chú vẫn không có đọc được. Và em chỉ cho cô chú cũng như anh chị nào mà thích cỡ chữ to hơn cái cỡ chữ này thì anh chị có thể làm theo cách này. Đầu tiên á, thì trong cái chỗ đây nè, màn hình và độ sáng, mình vào cài đặt. Xong đó mình vào cái chỗ màn hình và độ sáng ở đây. Mình lưu ý là mình chọn vào cái mục màn hình và độ sáng thì mình tích vào đây. Thì đối với những cái trường hợp á, mà ở đây cái độ sáng nè, anh chị nên nhìn ở đây là cái chỗ tự động khóa ở chỗ này. Cái thời gian của nó bình thường là nó sẽ có 30 giây thôi. Đây, 30 giây. Thì những cái trường hợp này nó làm cho cô chú như cũng như là những anh chị á, rất là khó sử dụng, tại vì màn hình nó khóa lại liên tục. Đối với những người sử dụng điện thoại chậm chạp á, thì mình sử dụng cái cách này là cái độ sáng tự động khóa này 30 giây á, là nó không mang lại hiệu quả. Và cái độ sáng tối thiểu của cái điện thoại mà anh chị thường dùng á, là nên để 1 phút hoặc 2 phút. Đây là cái cách mà em thường xuyên sử dụng cài cho khách hàng của mình, và khách hàng rất là hài lòng. Và khách hàng nói là từ hồi chỉnh lại như thế á, là xài rất là vui và rất là hài lòng. Đây là phản hồi của khách hàng. Còn đối với anh chị thì sao? Thì anh chị mặc định anh chị muốn cài thời gian bao nhiêu thì tùy anh chị. Và cái thời gian này nghĩa là khi mà mình chọn vào á, thì đúng 1 phút thì cái màn hình nó tối đen lại như thế này. Đó là nó tối, nó tự động khóa cái màn hình lại. Rồi thêm một cái nữa, nếu như anh chị không thích cái chữ này á, cái chữ mà cái phông chữ nhỏ này, thì ở dưới cái chỗ cỡ chữ ở đây nè, nó có cái chữ đậm, anh chị có thể tích cái chữ đậm này lên thì sẽ giúp cho cái chữ này nó to hơn thêm một xíu. Đây, thì khi mà anh chị tích vào thì anh chị thấy cái cỡ chữ nó to hơn một xíu. Và nếu như cái cỡ chữ như thế này anh chị vẫn chưa hài lòng thì anh chị làm ngay cách sau đây thêm một lần nữa. Đó là anh chị bấm trở về. Anh chị trở về, và trong cái mục cài đặt ở đây nó xuất hiện một cái dòng gọi là trợ năng. Đây, trợ năng ở chỗ này, anh chị bấm vào trợ năng, bấm vào. Và khi mà anh chị bấm vào trợ năng thì ở đây nó xuất hiện cái dòng là màn hình và cỡ chữ. Đó, anh chị lại tích vào trong đây. Và ở đây nó lại tiếp tục xuất hiện cái dòng gọi là cái dòng chữ lớn hơn. Và mình tích vào cái chữ lớn hơn này. Và mình tích vào cái công tắc ở đây để mình bật lên. Mình bật cái dòng kích cỡ trợ năng lớn hơn. Tích vào đây. Và khi anh chị tích vào đây thì anh chị nhìn xem, ở dưới cái thanh ở dưới đây nó có một cái thanh điều chỉnh kích thước phông chữ lớn nhỏ. Anh chị kéo nó lên thì anh chị sẽ thấy cái chữ rất là to. Thì hồi mới sáng này em chỉnh cái cỡ chữ gần maximum rồi, và có một cô nói là cô vẫn chưa nhìn thấy, trong khi cô khoảng 60 tuổi thôi, chứng tỏ là mắt cô cũng đã yếu. Và khi em tăng maximum lên thế này, em hỏi cô có đọc được hay không, thì kêu cô bảo là như thế này là cô nhìn rất là rõ. Thì nghĩa là cái cách này là cái cách dành cho những cái người lớn tuổi và mắt yếu. Và khi chỉnh maximum như thế này thì anh chị không cần phải cần đeo kính luôn, maximum luôn. Và anh chị nhìn xem là bây giờ em bật vào đây, em bật vào trong danh bạ, thì anh chị nghĩ xem, với cái cỡ chữ như thế này
thì anh chị có thể dễ nhìn thấy hay không? Đặc biệt là những cô chú nào mà hiện tại mà thường xuyên đeo kính để sử dụng điện thoại, thì con tin chắc là cô chú sẽ thấy cái video này, cô chú sẽ rất là vui và hài lòng, và cô chú sẽ làm ngay thôi. Thì đây, ở đây cái cỡ chữ rất là khủng khiếp. Với cái cỡ chữ như thế này thì mắt yếu yếu thì hoặc là lớn tuổi thì có thể đọc được liền rất là rõ, không cần phải đeo kính đâu. Và bây giờ mình quay trở lại cái mình quay trở lại với cái chỉnh cái kích thước phông chữ. Thì nếu như mà mình không thích cái chữ lớn hơn này, mình chỉnh nó cái cách nhanh nhất đó là mình tắt cái công tắc này đi, mình tắt đây là nó trở lại bình thường. Đấy là cái cỡ chữ nó trở lại bình thường, và mình bật lên. Khi mà mình bật lên á thì cái thanh ở đây nó cho mình tùy chỉnh là mình kéo tới đâu cũng được. Thì ở đây nó có rất là nhiều nấc, 2 4 6 8 10, khoảng 12 nấc. Thì anh chị cứ kéo lên, kéo từng nấc như thế. Khi nào vừa thì thôi. Ở đây thì còn 2 nấc nữa. Một nấc, 2 nấc rất là to. Đó thì thường thì chỉnh chỉnh ở cái khoảng dễ đọc và có thể dễ thao tác trên màn hình là ở cái khoảng mà chừa khoảng tầm 3 nấc tới 2 nấc, thì mình có thể là dễ sử dụng, mình vừa dễ đọc vừa dễ thao tác mà mình còn dễ nhắn tin nữa. Đó nên là cô chú cứ chỉnh cho nó vừa thì thôi. Và cũng có một cái lưu ý là khi mà mình chỉnh cái chữ to như thế thì khi mà mình nhắn tin đó, khi mà mình nhắn tin ở đây, ví dụ như nhắn tin ở đây thì nó ra một cái chữ rất là lớn. Và anh chị nên lưu ý, đặc biệt á, nếu như mà cô chú nào á, mà mắt kém á, không thấy đường bấm chữ trên cái bàn phím này á, thì cô chú nên bấm vào cái mic cô chú nói. Ở đây thì con cũng có hướng dẫn cái cách mà nhắn tin bằng giọng nói trên iPhone rồi. Và con sẽ tìm cái đường link đó, con dán dưới dần miêu tả. Nếu mà cô chú nào chưa xem thì cô chú có thể bấm vào cô chú xem và làm được luôn. Đó, cái chữ, cái nhắn tin này cũng rất là lớn. Đây. Và khi mình bấm vào cái mic nó nói thì nó sẽ nói ra như thế nào. Nếu như mà cô chú anh chị nào chưa xem thì cô chú anh chị xem ngay bây giờ, nó rất là tiện dụng như thế này đây. Hôm nay con có đi học không? Đấy, thì đây là cái nhắn tin bằng giọng nói ở trên iPhone. Thì cái cỡ chữ nó như thế. Thật ra cái cỡ chữ như thế này thì mình nhắn tin nó sẽ rất là bối, nó sẽ rất là gói luôn. Nó không có được trau chuốt, cũng như là nó không có đọc hết được những cái đoạn mà mình nhắn tin. Thì đây, mình có thể chỉnh chữ nhỏ lại để nó giúp cho những cái chữ mình viết tin nhắn này nó trở nên hài hòa hơn. Thì đây là cái cách chỉnh cái cỡ chữ trên cái iPhone của mình, rất là đơn giản. Và sau khi mà cô chú chỉnh xong thì cô chú chỉ cần chỉnh vừa phải thôi, chỉnh sao mà mình đọc được thì thôi, hoặc là mình cảm thấy ưng là được. Cô chú chỉnh kiểu sao cũng được, miễn sao mà thích hợp với từng người là được. Còn mỗi người thì cái độ độ của con mắt khác nhau, nên là mình chỉnh sao vừa thì thôi, chứ không cần thiết là phải làm theo y như bài hướng dẫn mà em đã làm trong video này. Thì sau khi mình chỉnh xong và mình trở lại và mình tận hưởng cái thành quả mà mình vừa cài là được. Và video này thì cũng rất là hay và cũng mang tới rất là nhiều những cái cảm xúc cho người sử dụng điện thoại, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi thường xuyên là cứ tới là em tự động, em không cần hỏi, em tự động em chỉnh nhẹ lên cái em hỏi là cô chú thấy con chỉnh cỡ chữ vậy cô chú có thích không. Nếu mà không thích con chỉnh lại cho, tại vì bình thường có thấy cô chú đọc chữ hay nheo con mắt lại làm như thế thì cũng không tốt, mà con chỉnh cái chữ to như thế này cô chú có dễ đọc hay không. Và đa số là gần như 100% là cô chú rất là vui. Nên hôm nay cũng tình cờ chỉnh cho cái cô kia thì em mới note lại là em tự nghĩ với lòng là tối nay sẽ làm một cái video để giới thiệu cho các cô chú cũng như là các khán giả cái cách chỉnh cái cỡ chữ khổng lồ trên cái iPhone luôn, để cho những người mắt kém có thể nhìn thấy rõ mà không cần đeo kính. Và hiện tại thì cô chú nhìn ở đây là đang là 00 giờ 28 phút, nghĩa là cái thời gian mà đang làm cái video này là đã qua qua 12 giờ đêm và nó đã gần bước sang 1 giờ sáng. Thì đây
là cái những cái tâm huyết mà em dành ra để làm những cái video thật hay để dành tặng những cái khán giả mà yêu thích kênh YouTube Giao Huy 93. Mong là những cái tình cảm này sẽ được cô chú đón nhận, và cô chú đừng quên like cũng như là đăng ký kênh để nhận nhiều cái video hữu ích hơn. Và video đến đây là kết thúc. Chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Em xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.